Tất cả anh em ha, hôm nay tiếp tục chị Chi giao lưu với anh em mình lô mai mình chơi Tết ha. Cái này là Đại Lộc có này ha anh em. Cúc bi ha, đó, cúc bi, giảo siêu bông, đó, bạch mai luôn ha anh em. Rất mong anh em mình ủng hộ ha, giá rẻ luôn. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn chị ơi. Cây này bạch mai nha anh em. Nè, đó, bạch mai nha. Giống đó, cây này về mình chơi Tết làm giống cũng được nha anh em. Có bò, có nụ hết rồi nè. Đó. Rồi thông số luôn chị ơi. Xả hàng giá rẻ cho anh em mình chơi luôn. Quanh nó là 14. 14 quanh. Chiều cao của nó là 36. Cao là 36 nha anh em. Này là em đóng bầu không có chiếc chậu nha mọi người. Đó, anh em mình xem này kỹ cây nha. Mã số M1 giao lưu với mọi người là 700.000 em bao ship toàn quốc. Cây mã số M1 là cây bạch mai 700.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, không đóng chậu nha anh em, đóng bầu gửi cho anh em mình ha. Cây này là M2 Đại Lộc nha anh em. Đó, cái tàn anh em mình thấy ha, về cui luôn. Cái này cũng vô nụ rất là nhiều rồi anh em ơi. Rồi thông số luôn chị ơi. Cây này gốc khá là to nha. Hoành nó 21. 21 hoành. Cao 50. Đây. Rồi cái M2. M2 giao lưu với mọi người là 500.000 bao ship toàn quốc. Đó, mã số M2 là 500.000 thôi anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. Cái này không đóng chậu nha cô chú anh chị, rút chậu ra nha. Chậu nó không có giá trị. Cây này cũng Đại Lộc luôn nha anh em. M3 nha. Đó, giang thú ha, nè. Anh em mình xem ha. Đó, cái đế khá là quái nha. Rồi thông số luôn chị ơi. Hoành nó 14. 14 hoành. Chiều cao là 26. Cao 26 nha anh em. Rồi cây này M3 chỉ 350.000 bao ship toàn quốc. Đó, cây mã số M3 này 350 bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Đó, tiếp theo M4. Cây này là cúc bi nha. Nè, cúc bi. Đó, cây này cũng có một vài nụ cho anh em mình chơi Tết ha. Mình về mình lấy bo mình ghép rồi cũng được nha anh em. Đế cũng khá là quái nè. Hoành nó là 13. 13 hoành. Chiều cao của nó là 38. Cao 38 anh em ơi. Rồi M4 giao lưu với mọi người là 350.000 em bao ship toàn quốc. Cây mã số M4 này 350 bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Rồi tiếp theo là cây M5. Cũng cúc bi nha. Cây này khá là quái nè anh em ơi. À ha. À, khá là quái cây. Rồi thông số luôn chị ơi. Nào Tết là có bông hết nha. Hoành nó là 10. Hoành thân là 10. Chiều cao nó là 39. Cao 39 anh em ơi. Rồi mã số M5 giao lưu với mọi người là 300.000 bao ship toàn quốc. Mã số M5 này là 300.000 bao ship luôn anh em. Cái này không đóng chậu nha, nữa bỏ chậu lại nha anh em. M6. À, anh em ha. Nụ cũng rất là nhiều nha anh em. Đại Lộc nha anh em. Rồi thông số luôn chơi. Hoành nó 20. 20 hoành. Chiều cao của nó là 65. Cao là 65 nha anh em. Đó, Đại Lộc nha. M6 giao lưu với mọi người là 400.000 em bao ship toàn quốc. Đó, mã số M6 này là 400.000 bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo luôn M7. Đó, cũng Đại Lộc luôn nha anh em. Cây này to xác dữ lắm luôn. Về mình lấy bo mình ghép cũng được nha. Rồi thông số luôn. Hoành nó là 20. 20 hoành. Chiều cao của nó là 51. Cao là 51 nha anh em. Rồi, M7 này giao lưu với mọi người là 350.000 bao ship toàn quốc. Mã số M7 là 350 bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Tiếp theo là M8. M8 cây này là Đại Lộc luôn nha anh em. À. À. Rồi thông số luôn chị ơi. Cây này tàn rất là dày. Hoành nó là 15. 15 hoành. Cao của nó là 40. Cao 40. Rồi mã số M8 này em giao lưu với mọi người là 350.000 em bao ship toàn quốc. Mã số M8 là 350 bao ship toàn quốc luôn anh em. Rồi tiếp theo là cây M9. Cũng là Đại Lộc luôn.
nó cũng vô nụ rất là nhiều ha. Tết là mình chơi Tết cũng được nha anh em. Đó, tàn cũng khá là dày ha. Anh em mình về mình lấy bo mình ghép cũng được. Rồi thông số luôn chơi. 15. 15 rưỡi hoàng nha anh em. Cao là 40. Cao là 40. Đó, mã số M9 này cũng 350 luôn anh em ơi, bao ship cho anh em mình luôn. Đó, rồi tiếp theo cây M10 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này là giảo siêu bông nha anh em. Đó, đế quái nha. Rồi thông số luôn chị ơi. 19 quanh. Cao là 40. Ừ. À. Rồi cây M10. Giao lưu với mọi người là 450.000 em bao ship toàn quốc. Mã số M10 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em, 450.000 bao ship luôn. Đó, rồi chào khán giả luôn chơi.